Hi, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay mình sẽ đi thuyền nhanh đến Kilichawangan. Nó chỉ cách Panema 15 phút đi bằng thuyền nhanh. Mình hy vọng rằng nó sẽ khởi động. Nó nhìn có vẻ không an toàn lắm, nhưng mình hy vọng rằng mình được an toàn khi đang trên thuyền. Phía xa, bạn có thể nhìn thấy Dom Vela, nơi mà mình đã ở đêm qua. Mọi người có thể thấy điều này trong video của mình, được liên kết ở cuối video này. Quần đảo Gili bao gồm 3 hòn đảo, Gili Meno, Gili E và hòn đảo mình đang ở lớn nhất tên là Gili Chawangan. Không có phương tiện giao thông cơ giới trên quần đảo, những chiếc xe ngựa và xe này được coi là taxi địa phương. Thật yên bình khi không có tiếng xe máy, ô tô, thay vào đó là tiếng động cơ bằng gió ngựa. Đây là phòng của mình. Mình đang ở tại một khu nghỉ mát tên là Wilson Retreat. Mình là người duy nhất ở lại đây. Đại dịch đã ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến ngành khách sạn trên quần đảo Gili. Mình thuê một chiếc xe đạp từ khách sạn và tự làm quen với hòn đảo. Ở đây rất yên tĩnh. Mình đang ở phía bắc của hòn đảo, cách thị trấn chính 20 phút đi xe đạp. Khi ở trên đảo, mình biết đến một tổ chức phi chính phủ có tên là Gili Eco Trust. Đây là nơi mình gặp Sean, người làm việc cho họ, người đã khuyến khích mình tham gia dọn dẹp bãi biển hàng tuần của họ, loại bỏ cái vật liệu phế thải. Tái chế chỉ là một trong những sáng kiến mà họ tham gia. Những người khác bao gồm bảo vệ các rạn san hô, rùa và sinh vật biển. Chúng tôi đã được thông báo tóm tắt về tầm quan trọng của việc không chỉ thu gom rác thải mà còn phân loại thành các bao tải khác nhau để được tái chế một cách riêng biệt. Hôm nay có khá nhiều tình nguyện viên, bao gồm du khách nước ngoài, người nước ngoài và người dân địa phương, tất cả cùng làm việc. Gili Eco Trust là một tổ chức đáng giá, cần sự trợ giúp của bạn. Nếu bạn có thể giúp đỡ, mình đã kèm thêm một liên kết ở cuối video này. Chúng tôi chỉ làm việc trong 1 giờ, nhưng chúng tôi đã tích lũy rất nhiều rác.
Mọi thứ đều do San sắp xếp và cân đo đong đếm. Cô ấy biến một hoạt động tẻ nhạt thành một hoạt động vui vẻ. 11. Oh yeah. 25 exactly. Chất thải được thu gom bằng xe đẩy và chuyển đến nhà máy tái chế. Mình nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi và tận hưởng cảnh hoàng hôn. Nó thật tuyệt đẹp. Sáng nay, mình sẽ xem một bài khác xem liệu những nguyên nhân chính đáng mà Gilly Eco Church hỗ trợ việc bảo vệ những con rùa của Gilly. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just. Không lâu đó, mình mới biết tại sao hôm nay mình lại ở đây. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Con rùa đang bơi rất gần bãi biển. Nó có vẻ không phiền khi mình bơi gần thế này. Mình thật sự rất bất ngờ bởi một con rùa thứ hai, thậm chí nó còn lớn hơn. Sự vắng mặt của con người trong thời kỳ đại dịch đã có một tác động tốt. Nó đã giúp môi trường sống của rùa từ từ được hồi phục. Mình chỉ hy vọng rằng điều này sẽ tiếp tục trong tương lai và chúng ta tìm ra cách để có thể du lịch bền vững cùng tồn tại với các sinh vật biển. Hôm nay, mình sẽ xem một dự án khác của Gilly Eco Church, bảo vệ các rạn san hô và tạo các rạn nhân tạo. Cho đến gần đây, nhiều rạn san hô của Gilly đã bị phá hủy do đánh bắt quá mức, neo đậu trái phép và thiệt hại do bão. Các thỏa thuận đã được thực hiện với ngư dân, hiện đã được tôn trọng, san hô đang dần được phục hồi. Dòng nước ở đây cực kỳ mạnh, ngay cả những thợ lặn địa phương đi cùng mình trong chuyến đi này cũng gặp khó khăn. Sau đó chúng tôi di chuyển thuyền đến một khu vực khác. Chương trình phục hồi rạn san hô Pyrox. Điều này được thực hiện từ năm 2006 và liên quan đến việc lắp đặt các rạn san hô nhân tạo mới dưới đáy đại dương. Những rạn san hô này không chỉ cung cấp môi trường sống cho san hô, cá và các sinh vật biển khác, chúng còn hoạt động như những tấm chắn sóng để ngăn chặn sự xói mòn của bãi biển.
mình muốn kết thúc một ngày với một số khoảnh khắc đáng nhớ trên Instagram. Có vẻ như con ngựa không muốn hợp tác với mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video của mình. Nếu mọi người thích video hãy nhấn like và subscribe và hãy theo dõi mình trong chuyến video tiếp theo. Bye!